đội tuyển Malaysia đã cho thấy bản lĩnh cũng như đẳng cấp của mình khi giành chiến thắng trước Singapore để giành tấm vé còn lại của bảng B để góp mặt ở bán kết. Đối thủ của họ sẽ là đội tuyển Thái Lan. Dù không thể phủ nhận Thái Lan là đội bóng cờ trên, nhưng trong lịch sử đối đầu, Malaysia chưa bao giờ ngán đội bóng tới từ xứ sở chùa vàng. Thái Lan dù đang chơi trên sân khách, nhưng vẫn đang được đánh giá cao hơn với việc chấp theo kèo châu Á trên Lucky 88. Một thống kê tương đối khó tin là gần nhất đội tuyển Thái Lan thắng được Malaysia tại AFF Cup đã cách đây 8 năm, đó là vào tháng 11 năm 2014. Kể từ đó cho đến nay, đội tuyển Malaysia giữ thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Thống kê đó cho thấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Malaysia vẫn là đối thủ kỵ dơ với Thái Lan, đặc biệt là khi họ còn được thi đấu trên chảo lửa Bukit Jalil. Với những gì đã thể hiện trước Singapore, Malaysia cho thấy họ học hỏi rất nhanh từ các sai lầm và sẽ không dễ để Thái Lan có thể dễ dàng giành chọn 3 điểm. Việc chọn Malaysia sẽ là lựa chọn dễ mang đến lợi nhuận hơn cho các anh em. Cảm ơn Lucky Tập Tạp đã đồng hành cùng video này. Kèo tài xỉu của trận đấu đã được đưa ra ở mức vừa phải. Trong các cuộc gặp gỡ gần đây, số bàn thắng mà hai đội cống hiến cho khán giả tương đối nhiều. 300 năm cuộc gặp gỡ gần nhất, số lượng bàn thắng mà hai đội mang tới đều từ 3 trở lên. Với sự cởi mở mà hai đội bóng mang tới ở giải đấu năm nay, tài sẽ là lựa chọn được ưu tiên hơn.